Với gần 100 triệu dân, nhu cầu chi tiêu, mua sắm ngày càng tăng. Tiềm năng lớn cho các dịch vụ mua trước, trả sau. Giải pháp nào để thúc đẩy cho vay tiêu dùng? Dự tính mua thêm một số đồ gia dụng, chị Bích được khá nhiều ngân hàng chào mời vay ưu đãi. Chị cho biết giờ không cần thế chấp tài sản, chỉ cần chứng minh thu nhập đủ khả năng trả nợ là đã có thể vay. Công ty tôi có thực hiện trả lương qua tài khoản, cho nên là về hồ sơ thủ tục và cái thời hạn giải ngân ấy, tôi thấy cũng khá là nhanh chóng. Chỉ trong vòng 1-2 ngày thôi là tôi đã được trả giải ngân rồi, trả cho ngân hàng vào hàng tháng ấy, thì tôi có thể thực hiện trích nợ tự động. Lãi suất cũng được kéo giảm để kích thích người tiêu dùng. Như ngân hàng này, có những món vay chỉ từ 6,9% một năm. Để đảm bảo an toàn vốn, họ tìm hướng liên kết với các tập đoàn doanh nghiệp và ưu đãi cho vay chính những người lao động ở đó. Vừa cũng phát triển cái kênh đối tác để liên tăng cường hợp tác, liên kết với các cái doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản, đơn vị công tác của khách hàng để chúng tôi phối hợp trong việc mà xác minh các cái nguồn thông tin liên quan đến nhân thân, cư trú, thu nhập cũng như là có những cái biện pháp để phối kết hợp với các cơ quan này để quản lý khách hàng. Quản lý vốn sử dụng vốn vay và đôn đốc thu hồi nợ vay. Ngân hàng này cũng đẩy mạnh cho vay ứng lương, cho vay tín chấp với hạn mức đến 1 tỷ đồng. Đặc biệt, người vay có thể nộp hồ sơ ngay trên ứng dụng ngân hàng số mà không phải tới phòng giao dịch làm thủ tục. Để có thể cho vay được thì ngân hàng quân đội thực hiện xếp hạng tín dụng từng khách hàng cá nhân. Đấy, khi khách hàng cá nhân có nhu cầu, khách hàng nộp hồ sơ của mình cùng với cái thông tin do ngân hàng thu thập được theo quy định, thực hiện xếp hạng một cách tự động, chấm điểm ra và trên cơ sở đó ngân hàng quân đội sẽ có cái số tiền cho vay cũng như lãi suất cho vay phù hợp. Cần phải sớm hoàn thiện cái cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như là cái hệ thống thông tin về doanh nghiệp, về dân cư để các công ty tài chính nói riêng và các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam chúng ta nói chung có thể là ứng dụng chuyển đổi số và đặc biệt là xác thực khách hàng điện tử một cách thuận lợi. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, khi thu thập được càng nhiều dữ liệu, thông tin càng chính xác sẽ càng giúp nâng cao mức độ tin cậy của xếp hạng, từ đó tránh rủi ro nợ xấu.